Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng chống COVID-19. Đây là nội dung trong công điện 1711 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021. Công điện yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân, chú trọng vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia thì không lái xe không phóng nhanh, vượt ẩu, không trở quá số người quy định, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt xe an toàn khi ngồi trên xe ô tô, dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò, rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, cũng như đội ngũ điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện. Các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thực hiện ứng trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện trang thiết bị y tế thuốc chữa bệnh và nguồn máu dự phòng dịch truyền để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cấp cứu điều trị nạn nhân tai nạn giao thông giảm thiểu thiệt hại về người